Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, ban giám hiệu, quý thầy cô cùng toàn thể các học sinh thân mến. Trong những năm học qua, đồng hành cùng tập thể thầy cô trường Trung học Long Thị Thanh luôn có sự quan tâm sát sao của ban đại diện các học sinh nhà trường. Trong không khí của buổi lễ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Thành Chức, trưởng ban đại diện các học sinh nhà trường, thay mặt cho ban đại diện các học sinh nhà trường lên sân khấu có lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa thầy cô giáo, kính thưa các bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh thân mến. Lời nói đầu tiên cho phép tôi được thay mặt cho tất cả phụ huynh học sinh của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thanh gửi đến quý đại biểu, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các cháu học sinh thân yêu lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện cho phụ huynh học sinh của nhà trường phát biểu suy nghĩ của mình, cảm xúc trong buổi lễ tổng kết năm học 2022-23 và 2024. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa quý thầy cô, các bậc phụ huynh cùng các cháu học sinh thân mến. Khi tiếng quen mà kia gọi hè, những cây phượng, cây bàng bắt đầu nhuộm đỏ tất cả sân trường là báo hiệu mùa hè đã đến. Đây là thời điểm các em học sinh chuẩn bị được nghỉ hè sau một năm tham gia học tập và rèn luyện. Sau khi nghe báo cáo tổng kết năm học 2023 và 2024 của nhà trường, tôi vô cùng vui tươi và phấn khởi và tự hào với những thành tích mà nhà trường thầy trò trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thanh đã đạt được trong năm học vừa qua. Tôi cũng như các bậc phụ huynh khác đều biết rằng các cháu học sinh có được sự trang bị tốt nhất có thể về kiến thức và nhân cách lành mạnh như ngày hôm nay là nhờ sự đóng góp không hề nhỏ, tận tâm tận lực dạy dỗ và dìu dắt các con. Ngoài ra thầy cô còn trang bị cho con em chúng tôi nhiều kiến thức về tâm tư, tình cảm, đạo đức và lối sống để hoàn thiện bản thân mà cũng để hình thành cho các cháu có nhân cách tốt, làm mảnh trang diệt bước vào đời. Lương tâm và trách nhiệm của thầy cô vô cùng cao quý. Các cháu yêu quý, hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của các cháu sau một năm đè trách. Bác hiểu được các cháu đã thật sự khổ công học tập và cố gắng thật nhiều. Các cháu đã trưởng thành, nhưng các cháu có biết không, lặng lẽ đi bên sự lớn lên của các cháu chính là sự thầm lặng của cha mẹ của các cháu và thầy cô của các cháu. Mỗi chén cơm con ăn, những bát nước con uống, những bộ đồ con mặc, những hành trang con bước vào đường, vào đất, vào đường đều là do mồ hôi nước mắt của cha mẹ con tạo nên. Con cha áo mẹ, chữ thầy nghĩ sao trong khổ những ngày còn thơ, non sông đất nước đợi chờ, khuyên con ráng học hỏi theo nhân mình. Nhân buổi lễ hôm nay, bác cũng có đôi lời gửi gắm đến một bộ phận nhỏ của các cháu còn chưa có ý thức trong học tập và rèn luyện. Các cháu cần phải cố gắng thật nhiều hơn nữa xây dựng ý thức bản thân. Chúng ta đừng để mọi sự tốt đẹp đi qua rồi trong hối tiếc trong vô vọng. Hãy trân trọng những ngày tháng tuổi trẻ, trân trọng những ngày tháng được học tập trên mái trường Trung học Phổ thông. Nhân buổi lễ dưỡng thành và tri ân, nãy giờ thì chú còn dưới nghe hai cháu lên phát biểu về tình cha tình mẹ đó, là chú hết sức cảm động rồi. Chú có mấy câu xin gửi lại các con. Thì thường thường trong văn học người ta hoặc là văn chương trong bài ca nói về tình mẹ nhiều hơn cha. Nếu ngày xưa
ngày con mới tượng hình cho một mẹ đó, mẹ đã từng sẻ chia cho những con những giọt máu trong người của mẹ. Đến khi con mở mắt chào đời thì những giọt máu kia cũng theo các con ra ngoài để hóa thân thành hai dòng sữa để nuôi con. Còn cha cũng vậy con, cha cũng đổ mồ hôi tạo con gạo áo tiền về cùng mẹ nuôi con lớn lên để ăn học. Cha cũng cho con hai giọt sữa, hai giọt sữa đó là một giọt tặng quá thân thành hai sữa, nửa giọt mồ hôi thành giọt sữa đời thường, nửa lại buồn thành nước dĩ yêu thương. Tình cha đó mãi phất vương môn tợ, dầu bận bổn công việc cách mấy, bao vất vả cha không hề vướng bận, bao nhiêu buồn cha giấu hẳn vào trong, bao niềm vui cha giấu kín trong lòng, bao nỗi nhớ cha không hề lộ nhẹ. Tình cha đó yêu con trong lặng lẽ, tuy không lời nhưng mạnh mẽ trong tim. Khắp trần gian đâu ai dễ kiếm tiền, tình cha đó lặng yên nhưng giàu nhà. Thân sâu thẳm tình cha luôn ấm áp, tuy không lời nhưng ấm áp tình cha. Tuy thấy xa nhưng lại rất đậm đà, tuy nghiêm nghị nhưng mặn mà da diết. Trong thầm lặng cha yêu con tha thiết, tuy đơn sơ nhưng cao tuyệt vô cùng. Tuy lạnh lùng nhưng lòng thấp bao la, tôi đã thấy tình cha trong muôn vàn. Quỳ trước mặt con nghẹn lòng nức nở, bởi từ lâu con lầm lỡ cha nhiều. Đến bây giờ con mới biết kính yêu, tình cha đã tuổi về già sẽ bóng. Trong thầm lặng tình cha chấp cha rộng, luôn chở che cho cuộc sống đời con. Đêm từng đêm con khấn nguyện với đất trời, xin báo hiếu càng đời xin báo hiếu. Bởi vì các con á, con về con nghỉ hè, rồi nếu cha mẹ của các con á từ 75 đến 80 trở lên thì ôm cha ôm mẹ hôn đi con, và nói một câu con rất yêu mẹ, con rất yêu cha, để trả hiếu cho cha mình đó con. Người ta thường nói mẹ hiền cao cả nhất, theo chú người. Tôi xin thưa tôi chấp nhận từ đầu, chứ được phép cho tôi thêm vào một chút nghĩa tình cha nào các mẹ hiền đâu. Kính thưa quý vị, kính thưa ông chí bà phụ huynh, thầy cô, thân mến, cuối lời xin kính chúc quý vị đại biểu nhiều sức khỏe, thầy cô giáo có một mùa hè an vui và hạnh phúc. Chúc các cháu học sinh được nhiều sức khỏe và sống hạnh phúc bên mái gia. Vì các cháu học sinh khối 12 thì luôn luôn bình tĩnh, tự tin và phấn đấu đạt được kết quả cao nhất trong kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Xin thân ái gửi đến với tất cả quý vị lời cảm trân trọng và biết ơn. Xin cảm ơn bài phát biểu rất là cảm động của bác Đinh Thành Chức ạ. Xin mời ông Kha Thành Phát, Chủ tịch Hội học nhà trường, mời bà Quỳnh Thị Tiến Vân, Phó trưởng ban đại diện cho học sinh nhà trường, mời ông Nguyễn Quốc Trưởng, thành viên ban đại diện cho học sinh nhà trường, và bước lên sân khấu để nhận những đóa hoa truyền thống của nhà trường, hai lời tri ân đối với quý phụ huynh. Xin được kính mời thầy Lê Duy Ngọc, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã tặng hoa hay là tri ân cho quý phụ huynh. Xin trân trọng cảm ơn quý vị, xin cảm ơn thầy Lê Duy Ngọc, quý vị chi bộ và những nhà trường. Tiếp theo chương trình xin tận thì là kính mời thầy Lê Duy Ngọc, quý vị chi bộ và những nhà trường lên với lời phát biểu trong buổi lễ hôm nay. Xin trân trọng mời. Kính thưa ông Lê Đình Chức, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh. Kính thưa ông Kha Thành Phát, trưởng ban đại diện hội khuyến học trường trung học phổ thông Vị Thanh.
kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý vị khách quý, quý đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô giáo cùng tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay là ngày tổng kết năm học của thầy và trò trường trung học phổ thông Mỹ Thanh, đồng thời cũng là ngày hết sức quan trọng đối với các em học sinh khối 12, cái ngày đánh dấu sự trưởng thành tất cả của các em. Sau gần 2 giờ làm việc với tinh thần trách nhiệm nghiêm túc khẩn trương, đến giờ phút này có thể nói buổi lễ tổng kết năm học 2023-2024 và buổi lễ tri ân trưởng thành cho học sinh khối 12 tại trường trung học phổ thông Mỹ Thanh đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt có bài báo cáo tốt tắt về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học của thầy Trần Hoàng Nguyên, phó hiệu trưởng nhà trường, qua các quyết định khen thưởng của thầy Trần Văn Bảo, chủ tịch công đoàn nhà trường, đã minh chứng rằng sự nỗ lực và quyết tâm của thầy và trò trường trung học phổ thông Mỹ Thanh trong năm học vừa qua là thành công tốt đẹp. Xin thay mặt cho ban giám hiệu nhà trường tuyên dương, ghi nhận và chúc mừng tất cả quý thầy cô đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Xin nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý phụ huynh, quý thầy cô giáo và tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng tôi thật xúc động bởi đây là thời điểm đánh dấu sự trưởng thành của các em học sinh lớp 12. Quãng thời gian không phải là quá dài nhưng cũng đủ để các em nhận sự trưởng thành của một con người trong từng giai đoạn nhất định, cả về thể chất, tư cách, học vấn. Chính ngôi trường này, nơi mà ngày nào các em bước chân vào đây trong tâm trạng bỡ ngỡ, xen kẽ với những háo hức mong chờ, hôm nay chúng ta cũng đã đến đây để làm lễ tri ân và trưởng thành. Trong khoảng khắc này, một lần nữa các em hãy dừng một phút để nhớ, để tri ân những người đã góp phần làm nên thành công của các em trong ngày hôm nay. Thứ nhất, các em nên nhớ và tri ân đó chính là cha mẹ, những người sinh thành, dạy công dưỡng dục các em trong những tháng năm vừa qua. Thứ hai, các em nên nhớ và tri ân đó là thầy cô, những người đã hết lòng giảng dạy giáo dục các em không chỉ về tri thức khoa học mà còn cách đối nhân xử thế, cho các em những bài học kết đúc từ chính cuộc đời của quý thầy cô. Thứ ba, chúng ta cũng cần tri ân đó là những tình cảm bạn bè của những tháng năm miệt mài lên trang sách sử của mái nhà trường, và còn rất nhiều những người đã âm thầm giúp các em trong quá trình chuẩn bị hành trang vào cuộc đời trải qua 12 năm rèn sắt. Một người nữa các em cũng cần dành lời tri ân đó chính là bản thân của các em học sinh. Cảm ơn các em đã giúp con học tập, rèn luyện, tu dưỡng. Và có những lúc các em cảm thấy nản lòng, có những lúc các em làm cho cha mẹ thầy cô phiền muộn, nhưng tuyệt đại đa số tất cả các em đã xác định đúng mục đích học tập, tương lai vì sự nghiệp của mình, vì quê hương của đất nước. Các em học sinh thân mến, thay mặt cho quý thầy cô giáo, cha mẹ các em, thầy xin chúc tất cả các em học sinh lớp 12 hoàn thành chương trình phổ thông, xin biểu dương các em đạt kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp thành phố. Các em đã tiếp tục tô thắm cho bản thành tích của nhà trường và là những tấm gương cho những đàn em học tập và noi theo. Các em học sinh yêu quý, sau đây mỗi em có một con đường riêng cho mình, nhưng thầy cô mong rằng dù các em ở đâu, dù làm việc gì, luôn nhớ tới ngôi trường trung học phổ thông Mỹ Thanh, mái nhà chung của chúng ta, nơi mà chúng ta đã gắn bó trong suốt những tháng năm vừa qua. Thầy xin chúc các em luôn sống chân chính, vững vàng, thành công và sẽ trở thành những công dân có ích cho toàn cầu, là những con người có ích cho gia đình và xã hội. Cuối lời, xin chúc tất cả quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý khách quý, chúc quý thầy cô, quý phụ huynh học sinh cùng tất cả quý thầy cô giáo và các em học sinh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, và chúc buổi lễ chúng ta thành công tốt đẹp. Và xin tuyên bố đến đây thì buổi lễ tổng kết năm học và tri ân trưởng thành cho học sinh được kết thúc. Xin chân thành kính chào.